Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 12 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, lũ ống lũ quét xuất hiện tại nhiều địa phương, cuốn trôi nhiều người và tài sản. Tại thị xã Sapa, ngay trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Sau đây là tổng hợp về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh. Hình ảnh quý vị vừa xem được ghi nhận tại xã Liên Minh, thị xã Sapa vào 18 giờ ngày hôm qua, 12 tháng 9. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đã có mặt tại đây để nắm rõ hơn về sự việc. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, đã ghi nhận hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể, một người bị thương nặng, 4 trường hợp người dân bị mất tích. Ngoài thiệt hại về người thì gần như toàn bộ 40 trại cá nước lạnh của thôn Nậm Than và hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ. Người dân dọc dòng suối Nậm Pá, thôn Nậm Cang bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địa phương chưa thể tiếp cận được do cây cầu duy nhất dẫn vào đây đã bị nước lũ đánh sập. Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đang được chính quyền địa phương và người dân tích cực triển khai. Còn tại huyện Bát Sát, vào khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 9, lũ lớn cục bộ đã xảy ra tại xã Phìn Ngan, cuốn trôi một người tại thôn Suối Trải. Trên địa bàn huyện đang tiếp tục có mưa lớn nên chưa thể triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ hiệu quả. Cũng tối 12 tháng 9, nước lũ lên nhanh trên suối Ngòi Đôm đã gây ách tắc giao thông tại hai tuyến đường từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sapa là quốc lộ 4D và đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9, tại khu vực km 135+400 quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, nước suối Ngòi Đôm dâng cao đã khiến đoạn đường dài khoảng 300 m bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, đoạn thuộc địa phận tổ 30 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, nước suối Ngòi Đôm cũng làm ngập đoạn đường dài khoảng 100 m. Các phương tiện không thể đi qua khu vực ngập. Nhiều hộ dân ven quốc lộ 4D đã bị nước tràn vào nhà. Cảnh sát giao thông và công an các phường Kim Tân, Bắc Cường đã cử cán bộ đến đặt biển chỉ dẫn giao thông và phân luồng cho các phương tiện quay lại thành phố chờ nước rút để thông đường. Khoảng 23 giờ 30 phút, cả hai tuyến đường đã thông một làn, các phương tiện lưu thông chậm. Trước tình hình nhiều nơi trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế để ứng phó diễn biến của đợt mưa lớn này. Theo đó, các địa phương tổ chức rà soát và chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển ngay những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng tuần tra cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét, khu vực có nguy cơ sạt lở đất để hướng dẫn người dân, các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn, thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú, không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông suối khi nước lũ lên cao. Huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của các thầy cô giáo, các em học sinh, chất lượng giáo dục, nhất là ở những vùng khó khăn tại vùng cao biên giới Bát Sát, đang có sự khởi sắc rõ rệt. Hai năm liền đứng đầu huyện về số học sinh thi đỗ vào lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Y Tý, hiện có trên 640 học sinh, trong đó 261 em ở bán trú. Năm học vừa qua, nhà trường có tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 98,5%. Học sinh nhà trường cũng đạt được rất là nhiều những cái giải trong các cái hội thi do phòng giáo dục cũng như là sở dục tổ chức. Cái tỷ lệ chuyên cần của nhà trường này luôn luôn đảm bảo đạt trên 98% trở lên. Tạo nên sự khởi sắc cho giáo dục, nhất là vùng cao, huyện Bát Sát quan tâm đồng bộ để nâng cao chất lượng dạy và học. Địa phương đã huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để các trường nội trú, bán trú đi vào nền nếp. Từ đó thực hiện các mô hình giáo dục hiệu quả. Cơ sở vật chất trường lớp được chú trọng đầu tư theo hướng chuẩn hóa, cảnh quan xanh sạch đẹp, tạo niềm tin cho người dân khi đưa con em đến trường. Ở đây thì con rất là đam mê đến trường. Trường lớp thì sạch sẽ, các cô chăm lo các con từ cái ăn, giấc ngủ. Em rất yên tâm cho con đến học ở đây. Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo phòng giáo dục, chỉ đạo các cái trường học là tập trung thực hiện tốt cái việc rà soát
đảm bảo tốt nhất về các cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho thầy và trò có cái điều kiện tốt nhất để dạy và học. Năm học 2023-2024 với chủ đề Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới và hội nhập. 61 trường học và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Bát Sát đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ của năm học, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của địa phương. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với chi nhánh sửa chữa cơ điện, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Tình huống giả định xảy ra vụ cháy xe bồn cấp xăng dầu. Khi có báo động cháy, cán bộ công nhân kịp thời sơ tán, di dời tài sản, cứu hộ người bị thương. Lực lượng chữa cháy của công ty sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế đám cháy, đồng thời thông báo đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai. Nhận được tin báo, đơn vị điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn cứu hộ và thực hiện các bước chữa cháy. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Tại buổi diễn tập, phương án cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông cũng được các lực lượng tại chỗ và chuyên nghiệp phối hợp xử lý nhịp nhàng, qua đó nâng cao kỹ năng cho lực lượng chữa cháy tại cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, tai nạn. Từ năm 2020 đến nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Lào Cai đã huy động được gần 6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới 139 nhà và sửa chữa 11 nhà ở cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng trích từ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sinh kế, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, phát động và ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Vận động ủng hộ cứu trợ hơn 2 tỷ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ. Đồng thời tích cực vận động kêu gọi cùng chung sức hỗ trợ hội viên, đoàn viên, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây con giống, giúp họ có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đảng viên đi trước làng nước theo sau, đảng viên trẻ Giàng Xeo Châu ở thôn Phìn Chứ, xã Nàn Xín, huyện Simacai đã không ngừng tìm tòi hướng đi, cách làm hiệu quả để thoát nghèo, làm giàu cho bản thân. Nỗ lực của người đảng viên trẻ này đã được chi bộ và nhân dân đánh giá cao. Trước đây, khó khăn của vùng núi đá cằn cỗi khiến người dân Phìn Chứ quẩn quanh với đói nghèo. Từ trong gian khó, đảng viên trẻ Giàng Xeo Châu lại nhìn ra hướng đi mới từ nuôi lợn đen bản địa, bởi nguồn thức ăn dồi dào và dễ bán, giá cao. Từ 4 con giống ban đầu, sau 2 năm, giờ trong chuồng thường xuyên có trên 40 con lợn giống, lợn thịt. Dự kiến kết thúc năm nay, gia đình anh thu trên 170 triệu đồng từ bán lợn thịt. Giống gà đen bản địa cũng đang được anh Châu nhân đàn. Đều là đảng viên nhưng mà vẫn còn một số cái là vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Nên là tôi, gia đình tôi đã cố gắng nỗ lực là xây dựng một cái trang trại với lại là cùng trồng cây quýt. Cái mô hình này của tôi là phát triển tốt thì tôi sẽ nhân rộng cho tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ để chúng ta cùng nhau phát triển. Tôi làm cái mô hình này cũng tương đối là tốt. Đấy, trong cái thời gian tới thì chi bộ cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các đồng chí đảng viên nhân rộng cái mô hình này làm sao mà tốt lên, để làm sao mà làm cho các đồng chí đảng viên có cái thu nhập để đảm bảo được cái cuộc sống cho các đồng chí đảng viên. Là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Nàn Xín rất quan tâm tới việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sao cho hiệu quả. Mô hình kinh tế của đảng viên trẻ Giàng Xeo Châu được xã đánh giá cao khi đưa các vật nuôi bản địa vốn quen thuộc nhưng chăn nuôi nhỏ lẻ thành quy mô lớn theo hướng hàng hóa. Để phát triển kinh tế thì ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 chúng tôi đã đều nhận định cái việc mà các đồng chí đảng viên trong đảng bộ sẽ phải là những người tiên phong, đặc biệt là các đảng viên trẻ. Từ đó kêu gọi các cái đảng viên, những cái thanh niên trong xã và phát triển cái kinh tế. Trên địa bàn xã Nàn Xín đang có 3 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, chủ yếu là chăn nuôi tổng hợp, nhất là giống lợn đen, gà đen địa phương. Để tiếp tục nhân rộng các mô hình, Đảng ủy chính quyền đã có những giải pháp cụ thể hỗ trợ nhân dân về giống, vốn và kỹ thuật, cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của các đảng viên, từ đó tạo nên sự chuyển biến cho vùng đất khó Nàn Xín. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với đề nghị xây dựng luật khu công nghiệp, khu kinh tế.
Theo đó, với mục tiêu tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển và sức cạnh tranh của các khu công nghiệp, khu kinh tế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã được đề ra. Việc xây dựng luật là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện thể chế và pháp luật có liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo khung pháp lý thống nhất để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Dự thảo luật đề xuất 6 nhóm chính sách thực hiện liên quan đến điều kiện đầu tư, các ưu đãi, hỗ trợ, quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế. Sau 25 ngày thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực, các cơ sở đăng ký phương tiện trên toàn quốc đã định danh cho 50.260 biển số xe ô tô và gần 169.500 mô tô. Số lượng biển số ô tô được làm thủ tục thu hồi kèm giấy đăng ký xe là trên 10.000, trong khi đó hơn 16.700 biển số xe ô tô được chủ sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ. Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, quá trình triển khai các quy định mới của thông tư 24 về cấp biển số định danh, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông xây dựng, nâng cấp hệ thống đăng ký, quản lý xe phù hợp với quy định mới, đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 8. Cảnh sát Giao thông hướng dẫn các xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15 tháng 8 mà chưa làm thủ tục thu hồi, thì biển số đó được mặc định là biển số định danh của chủ xe, người đứng tên trong giấy đăng ký xe. Ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1039 công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái. Phạm vi gồm toàn bộ thành phố Yên Bái hiện hữu, trong đó khu vực nội thành dự kiến gồm 9 phường hiện hữu và 3 xã Giới Phiên, Tân Thịnh, Văn Phú. Những năm qua, thành phố Yên Bái đã phát huy mạnh tiềm năng lợi thế, huy động nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển thương mại, du lịch. Kinh tế xã hội của thành phố có bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng đô thị những năm qua đã phát triển mạnh, tạo diện mạo đô thị văn minh. Ngày 12 tháng 9, chương trình Lương thực Thế giới cho biết, nguồn quỹ eo hẹp đang khiến cơ quan này phải cắt giảm đáng kể quy mô trong rất nhiều hoạt động, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm 24 triệu người có nguy cơ bị đẩy đến bờ vực chết đói. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho hay, vẫn đang phải cố gắng hết sức để đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về hỗ trợ lương thực, trong khi phải đối mặt với sự sụt giảm tới hơn 60% ngân quỹ trong năm nay, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của tổ chức này. WFP nhấn mạnh, nếu tình trạng này kéo dài, có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Ước tính cứ giảm hỗ trợ lương thực thêm 1%, thì sẽ có hơn 400.000 người có nguy cơ rơi vào mức thiếu đói khẩn cấp. Với mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng của các quốc gia trong khu vực, Liên minh châu Phi AU đã lên kế hoạch thiết lập một cơ quan xếp hạng tín dụng của riêng châu lục này vào năm sau. Kế hoạch trên nhằm giải quyết những quan ngại của AU về việc các quốc gia châu Phi không được xếp hạng tín dụng một cách công bằng. Cơ quan xếp hạng tín dụng này sẽ đưa ra những đánh giá liên quan tới các rủi ro cho vay đối với các quốc gia châu Phi. Dự kiến cơ quan trên sẽ hoạt động tại châu Phi, tự duy trì kinh phí hoạt động và đưa ra những thông tin mà các nhà đầu tư quan tâm trước khi đưa ra quyết định về những giao dịch tài chính với các quốc gia trong khu vực. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm vừa cho biết, tiềm năng sản xuất cocaine cũng như diện tích trồng coca, thành phần chính của cocaine, ở Colombia trong năm ngoái đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Cụ thể, báo cáo hàng năm của văn phòng trên cho biết, trong năm ngoái, diện tích gieo trồng coca tại Colombia lên tới 230.000 ha, tăng 13% so với năm trước đó. Sản lượng cocaine cũng tăng 24% lên 1.738 tấn, mức cao nhất trong hơn 20 năm qua. Đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm bày tỏ lo ngại diện tích gieo trồng coca tại Colombia sẽ còn tiếp tục tăng lên mỗi năm. Trong những năm qua, diện tích gieo trồng coca và sản lượng cocaine tại Colombia vẫn tăng mạnh, bất chấp các nỗ lực của chính phủ Colombia trong phòng chống ma túy. Ngày 12 tháng 9, gã khổng lồ công nghệ Google đã phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan tới những cáo buộc từ chính phủ Mỹ và hàng chục bang về việc công ty này vi phạm luật chống độc quyền ở mảng công cụ tìm kiếm trực tuyến. Đây được xem là vụ kiện độc quyền lớn nhất tại Mỹ kể từ những năm 1990. Vụ kiện là tổng hợp của các đơn kiện riêng biệt của Bộ Tư pháp Mỹ và hàng chục bang, cáo buộc Google vào năm 2020 có hành vi lạm dụng thế thống trị trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, gây cản trở cạnh tranh.
Theo đó, Google đã thỏa thuận với các nhà mạng viễn thông và các hãng sản xuất smartphone để đưa Google Search trở thành công cụ tìm kiếm mặc định hoặc duy nhất. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài hơn 10 tuần, với hàng trăm nhân chứng được triệu tập lấy lời khai. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 9:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.